xin chào các con hôm nay cô Huyền và các con sẽ cùng nhau uh, nhắc đến một phần đó là phần ôn tập lại tiếng Anh lớp bốn là cái video này thì cô Huyền muốn dành cho các bạn mà năm nay từ lớp bốn lên lớp năm nhé hoặc là những bạn chuẩn bị lên lớp bốn cũng được nhưng mà chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là tổng quát lại tất cả những cái gì liên quan đến hai cuốn sách của chúng ta ở đây đó đó là quyển sách tiếng Anh lớp bốn tập một và tập hai nhé các con uh, đầu tiên ấy thì để nói về cái việc là um, Cô Huyền nghĩ là các con cần phải biết cái việc đầu tiên các con cần phải biết là con có thực sự hiểu được cái cuốn sách giáo khoa này phần nào là trọng tâm đúng không? Nào, ví dụ nhá, ở đây mình có tập 1 và tập 2 đúng không? Và vì cái video này cô Huyền vừa nói rằng là cô dành cho những cái bạn mà các bạn ấy từ chuẩn bị từ lớp 4 lên lớp 5, nghĩa là các bạn ấy đã có học qua một lượt rồi. Thì khi mà cô Huyền nói những cái nội dung đấy thì các bạn ấy sẽ có thể hình dung được Còn các con nếu mà lớp 3 chuẩn bị lên lớp 4 thì các con có thể xem video này Để hình dung xem là cái chặng đường lớp 4 sắp tới chúng ta sẽ học những cái phần gì nhé Ok chưa nhỉ? So are you ready? Các con sẵn sàng để bắt đầu vào phần nội dung chưa? À sẵn sàng rồi đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé Về phần nội dung thì như sau Thứ nhất là các con đã học rồi thì con sẽ thấy là cái phần uh, hai cái cuốn giáo trình mỗi cuốn sách giáo khoa của chúng ta ấy thì mỗi unit của nó sẽ có bao nhiêu lesson à, bao nhiêu lesson hả các con? Đúng rồi, mỗi unit của chúng ta sẽ có 3 lessons đúng không? Và <laughs> các con có biết là phần nào trọng tâm trong mỗi cái bài học đấy không? Con đoán xem nào, phần uh, activity 1 hay activity 2 hay 3 hay 4 hay 5. Đố con nào. Hay là đôi khi là còn có các activity 6 nữa Activity 6 nữa đúng không? Thế thì phần nào là quan trọng nhất nào? đúng rồi con trả lời rất chính xác trong mỗi lesson của chúng ta ấy, thì cái phần hai activity 2 được coi là quan trọng nhất đó nào, khi xem bài giảng của cô Huyền thì con cũng có thể mở cái cuốn sách giáo khoa của mình ra Tập nào cũng được, tập 1 cũng được, tập 2 cũng được Thì con sẽ có thể hình dung tốt hơn, hình dung rõ ràng hơn về cái nội dung mà cô Huyền nói nhé Còn nếu mà bây giờ con chưa có sách giáo khoa ở đấy ấy, thì con có thể dừng video lại Và lấy cuốn sách giáo khoa đã rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục xem nhé Ok chưa? Nào, thì cô Huyền sẽ ghi chú lại nhé Cái điều đầu tiên của chúng ta ấy, đó là sẽ chú trọng vào part activity 2 được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ lưu ý nhá. Chú trọng vào hoạt động thứ hai, activity 2. Chúng ta sẽ chú trọng vào hoạt động thứ hai nhé con nhé. Tức là đầu tiên là con hiểu rằng cái chương trình mà con đang học ở đây là chương trình hệ 10 năm mới. Nó chú trọng nhiều hơn vào cái khả năng, năng lực giao tiếp của các con. Vì thế nên mỗi bài lesson 1 và lesson 2 của mỗi unit nó đều nó là cái phần point and say. Đúng không nhỉ? Phần point and say là phần chỉ và nói Ở cái phần này này Nó sẽ là phần mà bao quát nội dung về mẫu câu Một mẫu câu nào đó Mà chúng ta sẽ học trong cả một cái bài này Đúng không con? Con đã học qua rồi thì cái điều đấy chắc là câu Huyền nhắc đến Thì con sẽ... À đúng rồi là như thế đúng không? Nghĩa là cả một cái lesson đấy của chúng ta chỉ Quanh 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 và Tức là nó chỉ những cái activities khác ấy Là mang tính chất bổ sung này hoặc là nâng cao mở rộng cho cái phần activity 2. Đó, thế thì bao giờ chúng ta cũng bắt đầu bằng bằng cái activity 1 nghĩa là uh, nghe tức là cái activity 1 này và activity 3 tức là hoạt động số 1 và hoạt động số 3 ấy, là hai cái hoạt động nghe mà nó bổ trợ cho cái hoạt động thứ hai của mình và 4 là cái hoạt động nghe mở rộng và hoạt động thứ 5 và thứ 6 là hoạt động viết, đọc viết. Vậy con hãy chú tâm vào cái phần activity 2 ấy Hoạt động số 2 để mình 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 lấy ngữ liệu để có thể làm được các cái bài tập khác được chưa nhở? Đó thì cái điều đầu tiên mà cô Huyền chú ý cho con chú ý với con đấy, đó là con hãy tập trung vào phần activity chưa nhá. Đến cái phần thứ hai ấy, đó là có một cái, cái um, chú ý nữa ấy mà cô Huyền muốn chú ý cho con đấy, đó là con hãy nghe rất nhiều nhá ở đây ấy, mình ví dụ như các cái phần ở đây ví dụ phần 1 chẳng hạn nó có những cái ngữ cảnh rất rõ ràng và ở phần 1 ấy, thì con sẽ biết được rằng là cái mẫu câu đó hoặc cái cấu trúc đó hoặc cái cách nói đó sẽ được dùng ở cái ngữ cảnh như thế nào trong cái hoàn cảnh như thế nào được chưa nhỉ vì cái chương trình này của chúng ta là tập trung vào cái năng lực giao tiếp mà được chưa thế thì cái hai của cô Huyền sẽ là nghe thật nhiều con nhé nghe thật nhiều đó thì từ đầu nghe thật nhiều vốn cái cái quan điểm mà khi mà dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ như các con của cô Huyền ấy đó là à, hãy làm thế nào đó là coi tiếng Anh là một ngôn ngữ chứ không phải là một môn học đó và cái chương trình ở trong cái cái chương trình mới đây này những cái nội dung trong chương trình mới ấy, nó lại càng thể hiện cái điều đó đó là tập trung vào cái năng lực giao tiếp hơn vì thế nên các con hãy nghe nhiều hơn nói nhiều hơn nhé yeah. Chứ còn nếu mà nói về việc là chú trọng ở phần nào ấy thì sẽ hơi khó hơi khó để liệt kê trong một khoảng thời gian ngắn Vì chúng ta học tất cả là bao nhiêu? 20 bài học cơ mà đúng không con? 20 bài học và lesson 1 và lesson 2 của mỗi bài học sẽ có một mẫu câu Vậy có nghĩa là 2 x 2 là 4 và 4 nhân với 20 là chúng ta sẽ có khoảng 80 mẫu câu. Thì 80 mẫu câu thì làm sao mà cô Huyền có thể nhắc được trong một video như thế này đúng không con? Thì đó gợi ý cho con sẽ là như vậy. Mà thực ra là mình có thể ôn tập lại hết tất cả mà. Hè này mình có thời gian thì mình sẽ ôn tập lại những cái mẫu mẫu câu ở trong uh, tập 1 ấy. Những mẫu câu ở trong tập 1 thì con sẽ thấy là nó khá đơn giản nhiều hơn so với những mẫu câu ở trong tập 2 tức là ở những cái năm tháng tiểu học của con ấy thì mình sẽ không gọi là những mảng ngữ pháp mà chúng ta sẽ học theo mẫu câu có nghĩa là ví dụ mẫu câu này ví dụ mẫu câu nói là uh, what's your name đó thì sẽ là gì uh, what is this là mỗi cái đó sẽ là một mẫu câu và con sẽ lặp đi lặp lại cái mẫu câu đó còn nếu con học lớn hơn một chút ấy, thì con sẽ thấy là nó bao gồm những mảng ngữ pháp sẽ hơi phức tạp hơn một chút Thế nhưng mà mình ở đây thì mình sẽ học theo mẫu câu thôi Tức là mình có thể hiểu, con có thể hiểu rằng là mẫu câu, những cái mẫu câu nó sẽ là nằm trong các cái mạng ngữ pháp Nhá, ok Chú trọng vào phần activity 2 này Nghe thật nhiều này Và Mình học từ mới nữa con nhé Học từ mới Ôn tập lại từ mới Ok chưa? Mình ôn tập lại nhá mình ôn tập lại những cái từ mới mà mình đã học bằng cách, bằng rất là nhiều cách. Thứ nhất, cái việc con nghe cũng đã là một cách để con ôn tập lại từ mới rồi. Và việc con nói ra nữa. Ví dụ nhá, cô Huyền ví dụ này. Ờ, ở bài 17, chẳng hạn bài 17 của chúng ta. Unit 17, ở trang 46 của tập 2 ra. Thì con sẽ thấy là ở bài 17, lesson 1 này của chúng ta sẽ có mẫu câu là How much is there? Xong rồi mình sẽ trả lời là It's ví dụ như thế, thì con cứ con sẽ học như sau, ví dụ con um, bây giờ con đã biết một số từ rồi nhá, thì bắt đầu con hỏi, con có thể hỏi bạn con hoặc có thể hỏi bố mẹ, có thể là bố mẹ nghe không hiểu hoặc là um, bố mẹ chưa thể trả lời lại cho con nhưng mà đó vẫn là con đã giao tiếp với một người rồi, nhá. Ví dụ mình hỏi là How much is this book? đó, sau How much is the chalk? ví dụ như vậy, nhá, a piece of chalk, chẳng hạn, đó thì mình mình sẽ ôn tập lại như thế. Uh, để cô Huyền xem là có còn lưu ý gì cho con nữa nhá. À đó là phần lesson 3, tức là từ nãy đến giờ thì cô Huyền nói về lesson 1 và lesson 2 nhiều rồi, nhưng chưa nhắc đến lesson 3. Đó là lesson 3 là phần mà chúng ta sẽ ôn tập lại những gì mình đã học ở lesson 1 và lesson 2, sau đó thì có mở rộng thêm phần phát âm nữa. Nhá, thì con để ý một chút đến cái phần phát âm đấy. Tóm lại là Đầu tiên mình hãy ôn tập lại tất cả những cái mẫu câu ở phần part, ở phần activity 2 Nghe thật nhiều và cả học từ mới, luyện từ mới, luyện tập thật nhiều nữa nhé Hy vọng rằng là video này đã giúp cho các con có được cái định hướng rằng hè này Chúng ta sẽ ôn tập lại môn tiếng Anh lớp 4 như thế nào Đối với các anh chị mà bây giờ chuẩn bị lên lớp 5 Còn đối với các em nhỏ mà chuẩn bị lên lớp 4 ý, Thì các con sẽ có một cái hình dung uh, Một cách khái quát nhất về cái chương trình tiếng Anh lớp 4 của chúng ta nhé Ok, hẹn gặp lại con vào những video chia sẻ tiếp theo của cô Huyền nhé. Chúc con học tốt.